Trong một lần vô tình em xem được cái đoạn video chú rùa bị mắc kẹt ống hút nhựa trong mũi á, thì em nhận thấy là những cái đồ nhựa, rác thải nhựa nói chung là nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của động vật thiên nhiên trước. Rồi tiếp theo đó là những cái đồ nhựa, rác thải nhựa này nó cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Và từ đó thì nhóm mới hình thành nên cái ý tưởng làm những cái sản phẩm thay thế cho đồ nhựa bền vững, là sẽ bao gồm là các cái loại chén, dĩa và các cái loại bao bì từ lá, chứ không riêng là ống hút. Thì ống hút sẽ là sản phẩm tiên phong, sản phẩm đầu tiên của dự án. Dự án bắt đầu từ có ý tưởng từ tháng 6 năm 2023 và bắt đầu thực thi từ tháng 9 năm 2023. Thì đến hiện tại thì là đã có sản phẩm mẫu và đang nghiên cứu thị trường, đang kiểm nghiệm thị trường để đang đưa sản phẩm mẫu đến cho khách hàng dùng thử. Thông qua quá trình xay nghiền thành bột, như các cái loại ống hút sinh học trên thị trường, nó được tạo hình trực tiếp hoàn toàn từ lá cây, thì nó sẽ mang đến một cái điểm chạm cảm xúc cho khách hàng, là khi mà cầm lên là họ thấy là hoàn toàn gân lá nè, rồi một cái sản phẩm nhìn vô là biết cái đó làm từ cái gì. Tụi em hoàn toàn không sử dụng hóa chất bảo quản, không sử dụng các cái chất chống mốc để không gây hại đến sức khỏe của người tiêu dùng. Thì ngành của tụi em là ngành thực phẩm, thì lúc mà tụi em bắt đầu thực hiện dự án á, tụi em sẽ có khó khăn về một chút về trang thiết bị, bởi vì các cái trang thiết bị ở phòng lab á là đa số là phục vụ cho cái lĩnh vực thực phẩm, thì nó không có đủ chuyên dụng để cho tụi em có thể thực hiện dự án. Và cái thứ tiếp theo là về khó khăn về tài chính, thì tụi em là sinh viên cho nên là về cái tài chính nó sẽ không có được nhiều. Thì hiện tại là tụi em đang tự góp vốn với nhau để thực hiện dự án. Các bạn rất là chủ động để thực hiện cũng như là sáng tạo. Thực sự là về công nghệ hay là về quá trình thực hiện cái ống hút này thì trên thị trường Việt Nam thì không có, cho nên là nhóm không thể dựa vào đâu để học hỏi được. Và vì thế cho nên là nhóm vừa làm, vừa tìm hiểu, vừa nghiên cứu và mày mò. Nhóm đang bắt đầu thực hiện nộp hồ sơ để đăng ký sáng chế cũng như là sở hữu trí tuệ đối với lại cái sản phẩm ống hút sinh học từ lá cây này. Tụi em có thể làm khoảng 400 hộp trên một ngày. Giá của tụi em một hộp gồm 20 ống là khoảng 10.000, tương đương với 500 đồng một ống. Còn các sản phẩm ống hút gạo, ống hút trên thị trường thì có giá từ khoảng 32-75.000 một hộp, cho 50 ống khoảng là từ 700-1.200 một ống. Còn ống hút nhựa thì khoảng 20.000 cho 50 ống, tương đương khoảng 400 đồng trên một ống. Thì giá thành của tụi em tương đối là khá là cạnh tranh so với các đối thủ trên thị trường. Về cái lá, phần lá thì là dự án nhập về với mức giá là 7.500 một ký, liên hệ với các hộ nông dân để cung cấp lá chuối và lá dừa ở tỉnh Bến Tre, Long An và Tiền Giang. Thì họ cũng đã đồng ý với một cái có thể cung cấp lâu dài cho dự án. Về cái tính khả thi của sản phẩm và khả năng thương mại hóa thì đối với cái sản phẩm của nhóm thì hiện nay là đang đi theo cái xu hướng tiêu dùng xanh và hướng đến sức khỏe của người tiêu dùng, và nó cũng phù hợp với cái chiến lược phát triển của quốc gia cũng như là toàn cầu. Cho nên là cái khả năng để mà sản phẩm của dự án đưa đến được với người tiêu dùng rất là cao.